Chúng ta của 8 năm sau bị phát giác ra sự thật, anh Thu hoảng loạn bị xe tông qua đời. Một cái kết có thể hơi tàn nhẫn nhưng lại là đáng đời với cô ả anh Thu. Cuối cùng thì những âm mưu hèn hạ, thâm độc, phá nát hạnh phúc gia đình người khác của ả ta đã bị bại lộ. Tùng đã phát hiện ra đứa con trong bụng của ả ta không phải là đứa con của mình, khiến cho ả ta điên tiết lồng lộn và sẩy đi đứa bé. Không những thế mà ả ta còn nhận một cái kết thích đáng khi bị một chiếc xe phía sau lao tới, tông vào người không qua khỏi. Sống cuộc đời lẳng lơ, nay lên giường với người này, mai lên giường với kẻ khác. Cuộc đời ả ta ngoài thỏa mãn nhục dục thú tính của bản thân thì chẳng còn gì khác. Ả ta đã từng có một cuộc sống gia đình, nếu như có một con thì cuộc hôn nhân đó đã không đổ vỡ. Để rồi giờ đây, khi nằm hết thằng này đến thằng khác, anh Thu đã rất vui mừng khi biết mình đã mang bầu. Nhưng giờ đây chính cô ta cũng chả biết ai là bố của đứa bé, bởi những kẻ gạ tình gợi đòn lên giường toàn là những tên đàn ông đã có gia đình. Ngó đi ngoảnh lại, những kẻ từng lên giường với mình toàn là ma trê quỷ sứ, đầu trâu mặt ngựa. Chỉ có Tùng mới có thể là một ông bố tốt, có thể chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho đứa con của mình. Ả ta đã quay trở về để đổ vỏ bắt vạ Tùng. Và rồi kế hoạch của ả ta đã bước đầu thành công khi Tùng và Nguyệt đã ly hôn, đường ai nấy đi. Nhưng đáp lại là một sự hờ hững, căm giận từ Tùng. Không chỉ trốn tránh, buông lời cay đắng, oán giận, mà Tùng còn phát hiện ra một sự thật, đứa con đó không cùng huyết thống với mình. Tùng đã đến trước mặt, ném tẹt tờ giấy kết quả ADN vào mặt ả ta, khiến cho anh Thu vô cùng nhục nhã và tức giận. Để rồi cơn đau quằn quại đã nổi lên. Một tiếng sét ngang tai khi anh Thu đón nhận hung tin rằng đứa bé không còn nữa là hậu quả của những tháng ngày ả ta dùng bia rượu, chất kích dục rồi ngủ với hết thằng này đến thằng khác. Tuy rằng là một cô gái trơ trẽn chuyến đi lừa tình giật chồng người khác, nhưng sâu thẳm bên trong cô ta vẫn khao khát mong muốn được một lần làm mẹ. Ả ta lang thang đau đớn, nốc từng chén rượu rồi lê từng bước chân loạng choạng say khướt trên đường. Và rồi như một sự giải thoát cuối cùng, một chiếc xe từ phía sau đã lao lên và tông thẳng vào người, khiến cho cô ả không thể qua khỏi. Một cái kết có hơi đau đớn, nhẫn tâm, nhưng ông cũng là một cái kết đáng đời cho một cô ả gây ra bao tội lỗi, phá nát hạnh phúc gia đình người khác. Vĩnh biệt tiểu tam của anh Thu, hưởng dương 28 tuổi.